Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Hiểu về đôi mắt được phát sóng trên kênh YouTube của Hải Yến Eye Care. Tôi, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phúc Hương Giang, rất vui được chia sẻ với các bạn những thông tin bổ ích về đôi mắt. Trước khi trả lời câu hỏi, chúng ta cùng nhau điểm về một số đặc điểm của phương pháp phẫu thuật Phakic ICL. Đây là một giải pháp hiệu quả để điều trị tật khúc xạ với biên điều trị rất rộng, lên đến 16 độ cận, 6 độ loạn và 10 độ viễn. Quá trình phẫu thuật diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng 10 đến 15 phút và vết mổ cực nhỏ dưới 3mm. Chính vì thế, người đối diện không hề phát hiện bạn đã trải qua một cuộc phẫu thuật về mắt. Đây là một phương pháp rất an toàn, không hề bào mỏng giác mạc của bạn. Chính bạn cũng không cảm nhận có sự hiện diện của một thấu kính mỏng và mềm ở trong mắt của mình. Đây là một giải pháp tối ưu đối với những trường hợp bạn có tật khúc xạ cao, giác mạc mỏng, được chẩn đoán giác mạc hình chóp, nghi ngờ giác mạc hình chóp. Và đối với những trường hợp tái cận sau phẫu thuật LASIK nhưng lại không đủ điều kiện để thực hiện laser bổ sung. Tại Trung tâm Mắt Hải Yến, chúng tôi nhận được câu hỏi từ rất nhiều bệnh nhân đã phẫu thuật Phakic ICL, đó là sau mổ cần kiêng cữ những gì và chăm sóc mắt như thế nào. Ngay sau phẫu thuật Phakic ICL, việc bạn chưa đạt được thị lực tối đa, có phản ứng viêm và một số triệu chứng nhẹ khác là điều bình thường. Chính vì vậy, để giải quyết vấn đề này và để cho mắt phục hồi tốt nhất, bạn cần tuân thủ thuốc hậu phẫu, chăm sóc mắt theo hướng dẫn của bác sĩ và tái khám theo lịch. Để đảm bảo tối ưu tránh các nguy cơ nhiễm trùng, bạn cần tuyệt đối không để bất cứ nước gì rơi vào mắt ngoại trừ thuốc nhỏ mắt và mang kính bảo hộ trong tuần đầu sau mổ. Đối với Phakic ICL, động tác dụi mắt là một động tác cần được tránh hoàn toàn. Ngay sau phẫu thuật Phakic ICL, bạn có thể duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày của mình. Bạn hoàn toàn có thể đi bộ, dạo phố cũng như đọc sách. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng cơ thể bạn cần có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau một cuộc phẫu thuật. Chính vì thế, cần hạn chế những hoạt động gắng sức trong vòng 1 đến 2 tuần sau mổ. Sau mổ 3 tháng, vào thời điểm này, mắt của bạn gần như đã ổn định hoàn toàn. Chính vì vậy, bạn có thể thoải mái thực hiện những hoạt động như bơi lội, thậm chí là những hoạt động cảm giác mạnh như tàu siêu tốc và lặn biển. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thank you.